Michael Burry, một trong những nhân vật trong bộ phim nổi tiếng The Big Short. Đây là bộ phim được làm hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật và ông đã thu về hàng trăm triệu đô nhờ dự đoán chính xác bong bóng bất động sản sẽ sụp đổ vào đầu năm 2007. Vậy thì thuật ngữ short, bán khống có nghĩa là gì và các trader thường kiếm tiền từ việc bán khống như thế nào? Chúng ta hãy cùng Jenny tìm hiểu về bán khống trong video bộ não ngày hôm nay nha. Hãy cùng bắt đầu. Như lẽ bình thường, khi các bạn mua một Bitcoin, các bạn sẽ kỳ vọng giá của Bitcoin tăng đúng không? Mình lấy ví dụ như mình thực hiện một lệnh mua một Bitcoin với giá 29.000 đô, thì khi mà giá Bitcoin tăng lên 30.000 đô thì mình bán ra. Như vậy, mình vừa mới ăn được chênh lệch là 30.000 trừ 29.000, tức là mình lời 1.000 đô. Nhưng mà trên thực tế thì giá của Bitcoin đâu thể lúc nào cũng tăng được đúng không các bạn? Vậy những khi giá của Bitcoin xuống hay là thị trường giảm như thời điểm hiện tại, có phải là chúng ta vẫn luôn bị lỗ và không kiếm được tiền đúng không? Câu trả lời là không nha. Các trader, những nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn luôn có thể kiếm được tiền bằng việc bán khống ngay cả khi thị trường giảm. Theo lý thuyết thì bán khống là một chiến lược đầu tư mà trong đó nhà đầu tư có thể bán crypto, tiền tệ hoặc là tài sản mà họ không thực sự sở hữu với hy vọng giá sẽ giảm và họ có thể mua lại chúng với giá rẻ hơn để có được lợi nhuận. Nghe hơi khó hiểu đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Có một bạn tên là An, thì sau khi mà bạn An này phân tích thị trường thì mới dự đoán là chắc chắn thị trường vàng trong thời gian tới sẽ giảm, giá vàng sẽ giảm. Nhưng mà An đang còn là sinh viên, cho nên là An không có tiền cũng không có vàng. Nhưng mà mẹ An thì có, cho nên là An lật đật chạy về nhà nói với mẹ là: mẹ ơi, bây giờ cho con vay một cây vàng, sau một thời gian con sẽ trả lại cho mẹ. Thì mẹ An đồng ý. Thì An cầm cây vàng của mẹ ra ngoài thị trường bán với giá thu về được là 52 triệu đồng. Thì giá một cây vàng tại thời điểm đó là 52 triệu đồng một cây. Rồi, sau một thời gian, giá vàng đã giảm thật. Đúng với dự đoán của An, giá vàng đã giảm từ 52 triệu xuống còn 50 triệu đồng một cây. Vậy thì lúc này An chỉ cần tốn có 50 triệu để có thể mua lại một cây vàng trả lại cho mẹ An thôi. Như vậy thì An có thể vừa có được một cây vàng để trả lại cho mẹ và thu về số tiền lời là 52 trừ 50 triệu là 2 triệu đồng. Rồi các bạn lưu ý chỗ này nha, đó là An vừa làm hai động tác. Động tác thứ nhất đó là bán khống, là short với kỳ vọng là giá vàng sẽ giảm. Và sau khi mà giá vàng đã giảm thật rồi thì An làm động tác thứ hai, đó là động tác mua vào, buy vào để trả lại cho mẹ. Vậy thì phần mà An lời đó là phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua, và trong khi đó An không thật sự sở hữu vàng. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác trực tiếp là short bán khống trong thị trường crypto để các bạn có thể hiểu là những trader họ kiếm lời như thế nào ngay cả khi thị trường xuống nhé. Và bây giờ thì Jenny sẽ bán khống trên sàn giao dịch Binance. Sau khi mà đăng nhập vào rồi thì chúng ta sẽ chuyển từ tài khoản Fiat và Spot qua tài khoản Futures để thực hiện giao dịch bán khống. Ở đây mình sẽ chọn một cặp giao dịch để thực hiện lệnh. Mình lấy ví dụ như là cặp 2 trên USDT nha. Tiếp theo mình sẽ chọn Isolated và chọn mức đòn bẩy mong muốn. Các bạn lưu ý nha, đó là đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng cao. Ở đây thì mình chọn là 20x. Sau đó thì các bạn hãy chọn số lượng tài sản mình muốn short. Ở đây ví dụ mình chỉ muốn short là khoảng 5.5 USDT thôi, tương đương với lại 42. Các bạn có thể thấy là giá hiện tại của một đồng 2 trên thị trường đang là 1.348 đô. Và khi mình thực hiện lệnh bán khống, tức là mình short đồng 2 này, tức là mình đang dự đoán giá của đồng 2 nó sẽ giảm xuống. Đúng rồi, nếu mà mình dự đoán giá giảm xuống thì mình dự đoán khoảng 1.323 đi ha. Rồi, quanh mức này. Cho nên bây giờ mình sẽ đặt giá TP, tức là giá Take Profit, ở mức là 1.323. Có nghĩa là nếu giá 2 sắp tới, nếu mà nó có giảm xuống thật thì mình sẽ có lời. Nhưng mà trong trường hợp giá 2 không giảm thì sao đúng không? Nếu mà mình dự đoán sai đi, tức là giá 2 nó sẽ không giảm thì mình sẽ bị mất tiền. Và trong trường hợp này mình không muốn bị mất hết tiền, cho nên mình sẽ đặt thêm một cái gọi là stop loss. Ở đây mình đặt stop loss là 1.42. Tức là sao? Tức là nếu mà giá 2 nó có tăng lên 1.42 đô thì mình sẽ cắt lỗ tại đó. Ok, và mình đang muốn bán khống cho nên thì mình sẽ bấm nút bán short. Các bạn có thể thấy ngay lập tức đó là lệnh đã được gửi đi và hiện ra ở đây là một vị thế mở là short cặp giao dịch là 2 trên USDT, đòn bẩy 20x, giá vào là 1.348. Ở đây các bạn thấy chữ P&L, PNL đó, thì tỷ lệ P&L này nó sẽ thay đổi tùy theo giá 2 tăng hay giảm trong thực tế như thế nào. Nếu mà giá 2 đang giảm thì mình có lời, còn tăng thì mình lỗ. Các bạn còn nhớ câu chuyện của An lúc nãy mình kể không? Đó là An làm mấy thao tác? Đúng rồi, hai thao tác. Thao tác thứ nhất đó là bán khống ra để có 52 triệu và thao tác thứ hai đó là
mua vào là giá 50 triệu, vậy thì cái phần lời của em, tức là phần chênh lệch là 52 trừ 50 là 2 triệu đúng không nào? Tương tự như vậy, ở đây các bạn có thể thấy đó là chúng ta đang vay tiền của sàn để bán khống. Cho nên sau khi mà thực hiện lệnh short, ngay lập tức các bạn bấm vào phần giao dịch đang chờ khớp lệnh sẽ thấy ngay hai lệnh mua, để khi mà giá xuống á, nó sẽ tự động mua vào để trả ngược lại cho sàn. Chúng ta sẽ chỉ là người ăn phần lời, tức là phần chênh lệch khi mà giá bán khống mà thôi, tương tự như là An. Đó, cho nên các bạn có thể nhìn thấy ở đây là khi giá 2 trong thực tế mà giảm vừa chạm hoặc là thấp hơn mức giá TP là 1.323 thì lệnh mua sẽ được kích hoạt, chúng ta sẽ có lời. Hoặc nếu mà giá không giảm đúng không mà lại tăng, thì nếu mà tăng vừa chạm qua mức 1.42 đô thì lệnh mua sẽ được kích hoạt để chúng ta có thể cắt lỗ. Và sau đây mình sẽ lấy ví dụ của một bạn trader chuyên nghiệp trong cộng đồng 68 Trading. Đây là cộng đồng trading của con 68. Thì bạn này đã dự đoán giá 2 giảm, cho nên bạn đã thực hiện lệnh bán khống short cặp 2 trên USDT với khối lượng là 138 đô, đòn bẩy 20x và giá 2 đang là 1.479. Sau đó thì bạn này đặt stop loss ở mức 1.517, tức là nếu giá 2 tăng lên 1.517 thì bạn này sẽ cắt lỗ. Còn nếu mà giá 2 giảm từ 1.479 xuống còn 1.418 thì bạn sẽ chốt lời, tức là giá take profit của bạn đang ở là 1.418. Và sau một thời gian thì các bạn có thể thấy lệnh đang chạy và bây giờ thì giá 2 đã giảm từ 1.479 xuống còn 1.457, tức là bạn này đang lời khoảng 42 đô. Các bạn lưu ý nha, đó là chúng ta không cần đợi giá chạm đúng TP thì mình mới được chốt lời, tức là mình có thể chốt lời bất cứ lúc nào mình muốn cũng được, mình có thể đóng lệnh bất cứ lúc nào. Ví dụ như bạn trader này, khi mà bạn thấy giá 2 giảm xuống còn 1.457 thì bạn quyết định là sẽ chốt lời với mức là 29% và số tiền lời bạn thu về được là 42 đô. Hy vọng qua ví dụ thực tế trên thì các bạn có thể hiểu bán khống là gì và cách thực hiện thao tác bán khống, cũng như trả lời được câu hỏi là tại sao các trader vẫn có thể kiếm lời được ngay cả khi thị trường giảm. Và nếu các bạn có xem lại bộ phim The Big Short thì mình hy vọng các bạn có thể hiểu được cơ chế đằng sau bán khống nhé. Trước khi kết thúc video thì mình muốn khuyên đó là những người mới, các bạn không nên giao dịch futures với mức đòn bẩy quá cao, đặc biệt là khi các bạn chưa quá am hiểu về thị trường, không biết cách kiểm soát rủi ro. Nếu mà các bạn giao dịch khối lượng lớn thì khả năng rất cao là sẽ bị mất tiền. Cho nên thì các bạn có thể thấy là những giao dịch futures thường sẽ chỉ dành cho những trader kinh nghiệm, cho nên các bạn nhớ lưu ý chỗ này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thích video thì đừng quên cho mình một like và một subscribe cho Con 68 TV. Cũng như là những số sau của bộ não các bạn muốn mình nói về chủ đề gì thì cho mình biết ở bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn ở những số sau của Con 68 TV nha. Bye bye!